Rồi cảm ơn con nhé. Hôm nay là chúc cho chúc cho con nhiều sức khỏe. Rồi con học hành. Thì may mắn để được mời sự bảo hàng đến Chúa nhé. Bài giới thiệu cho con. Cảm ơn bà nhiều nhé. Có một cái, hai cái. Một cái. Rồi khoan tay bố, đừng biết là chưa chúc. Chưa, con đi tới đây chúc Tết trước thì gặp chị Thanh rồi, rồi ấy rồi con mới xuống với bà. Vậy thì đi ấy rồi đi về để ăn cơm. Phải về đây ăn cơm. Nó biết rồi, để ở đây xì con. Rồi tới bên thế nào? Nhắm lên khoan tay nó lớn lên. Chúc đi, chúc à. Lẹ lẹ. Lẹ lên. Chúc bà nhiều sức khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Vâng, bà cười. Rồi, hai đứa học giỏi nữa chưa? Phải nghe lời bố mẹ nhé. Và bà cũng lì xì mỗi đứa cái như vậy nè. Chưa, sai mình phải chúc rồi mới được lì xì. Rồi, sao mình nói lớn lên, khoan tay thôi. Chúc mình năm mới bà, con kính chúc bà nhiều sức khỏe, vui vẻ và hoàn sự như ý. Vui rồi. Giỏi quá, năm mới quan thôi. Bà nó chúc xong rồi, nó chúc xong rồi. Bà à, bà chúc cho con nhiều sức khỏe, rồi hôm nay chịu khó học nhé. Nghe lời bố mẹ nha, học hành giỏi nhé. Này, bà nó chị cho con.